Hello mọi người, hôm nay mình sẽ chốt cái event ngày hôm qua nhé. Và ở đây có 118 cái bình luận. Thì mình sẽ tính theo là số thứ tự là 1 đến 118. Như mình nhìn thấy thì bạn đầu tiên sẽ là số 1 và bạn cuối cùng sẽ là 118. Và bây giờ mình sẽ quay hai lần. Vô số nào thì mình sẽ kéo tới cái bình luận đúng số thứ tự đó và mình sẽ trao quà cho bạn đó nhé. Và số đầu tiên là 45. Xin chúc mừng bạn Moon Cute nhé, đã trúng được một giải 8 thỏi vàng. Rồi tiếp tục quay thêm một lần nữa nhé. Rồi vô số 100. Rồi chúc mừng bạn Kai Kun, trúng được 8 thỏi vàng nhé. Hôm nay game mới ra mắt hai gói Hoàng tử bóng đêm và công chúa bóng đêm. Mọi người thấy có đẹp không? Riêng mình thấy cái gói công chúa này nè, thì nhìn nó kiểu gì nó cũng vẫn giống con trai hơn nhé, không thấy công chúa chỗ nào luôn á. Mọi người thấy làm sao nè? Thì mình quyết định thì mình sẽ mua gói hoàng tử bóng đêm này nhá, để review cho mọi người xem coi nó có đẹp hay không. Gói này gồm 5 món nha mọi người. Một cái mặt, một cái áo choàng, một bộ đồ, một đôi giày và một mái tóc. Nó mọi người thấy có ngầu không? Để mình kiếm cái nón nào cho nó phù hợp một tí nha. Rồi mình sẽ chọn cái gói cái nón gói kim cương tháng 6 này. Mọi người thấy đẹp không? Nhưng mình không thích cái màu tóc này cho lắm nhá, nên mình sẽ quyết định là đi nhuộm lại cái màu tóc khác. Rồi mình quá trời màu luôn, mình không biết chọn màu nào nữa mọi người. Cuối cùng quyết định là mình sẽ chọn cái màu hồng này nhé, hồng nhạt, có vẻ đẹp á. Thì mình thay một bộ đồ khác cho nó phù hợp hơn. Đấy, mọi người thấy cute hơn chưa? Dễ thương hơn nãy nhiều đúng không? Nãy ngầu quá, nhìn sợ luôn á. Và sau cái bản cập nhật á, thì mọi người đã chơi cái trò bắn súng này lại chưa nhỉ? Thì như mình nhớ là hồi trước á, là chưa lượm súng thì cái nút nhảy, nó sẽ có một cái nút nhảy ở bên này. Và mình không nhặt súng, mình sẽ nhảy được lên các cái tầng đá này. Và chờ đến cuối mình sẽ xuống lượm súng và bắn, sẽ giành top 1 dễ dàng hơn. Nhưng mà sau cái bản cập nhật thì nhà phát hành đã xóa mất cái nút nhảy này rồi. Bây giờ chúng ta vô game chúng ta phải nhặt súng và bắn ngay từ đầu nhé. Mọi người thấy có khó hơn không? Lâu rồi mình có không bắn à, là giờ bắn lại gà là ghê luôn á. Có ai solo bắn súng với mình không? Có bạn nào nhận được cái băng đô bò kẹp kìm này chưa? Thì hôm nay mình mới bắt đủ bộ để mình nhận nè. Mà mang cái băng đô này vô xong á, tự nhiên thấy cái mình mọc hai cái sừng dài ghê luôn đó mọi người ạ. Hôm nay đăng nhập mà nhà phát hành cũng cho một cái vé mở hộp miễn phí. Thì không biết mọi người mở được gì nhỉ? Chứ mình thì xui quá. Mình mở hộp tiệc trà mà nó ra cái thảm mọi người ạ. Kiếm cái mặt bữa giờ không có ra luôn á. Rồi cảm ơn mọi người đã coi hết clip hôm nay nhé. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì cho mình xin một đăng ký. Và nhớ ấn vào cái chuông để khi mình ra clip thì nhận được thông báo sớm nhất nhé. Bye bye mọi người.